Gò Đống Đa là một di tích lịch sử gắn liền với trận đại phá và chiến thắng quân Thanh của nghĩa quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy vào thế kỷ thứ 18. Kiến thức quan trọng này đã được nhắc đến rất là nhiều lần trong các cuốn sách giáo khoa lịch sử từ cấp 1 đến cấp 3. Và hãy cùng thử hỏi xem các bạn học sinh ở ngay trên hai tuyến phố Tây Sơn và Đặng Tiến Đông của thủ đô Hà Nội một câu hỏi cực kỳ đơn giản về vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Cho mình hỏi một chút là các bạn có biết là ở gần đây có một cái di tích lịch sử nào gắn liền với vị vua Quang Trung không? Em không ạ. Bạn có biết là ông vua Quang Trung và ông Nguyễn Huệ có cái mối quan hệ gì với nhau, hai người đấy? Em không ạ. Anh em ạ. Gò Đống Đa em có biết không? Em biết ạ. Gò Đống Đa ở trong đấy thì có biết là có tên của ai không? Trần Quốc Tuấn ạ. Xem ông Quang Trung và ông Nguyễn Huệ là có mối quan hệ như thế nào? Bố con. Là anh em cùng một nhà? Dạ, đấy là cùng một ông ạ. Dạ, yeah. Thế tại sao? Dạ, đấy là tên được người dân đặt cho Quang Trung thì em nhìn thấy ở đấy ạ. Còn ông Nguyễn Huệ? Nguyễn Huệ thì em không thấy. Thế thì theo em là hai ông đấy có cái mối quan hệ gì với nhau? Bạn thân chiến đấu cùng nhau. Ông Nguyễn Huệ là tên của Quang Trung khi lên ngôi vua ạ. Quang Trung là đại phá quân Thanh ở trên sông Bạch Đằng. Ông Quang Trung được làm vua và đánh thắng giặc. Ông còn là nhà thơ nữa. Trường con chính là trường của ông Quang Trung. Thế con học trường gì? Con học trường Nguyễn Du. Mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung.